Chào buổi sáng chứ chiều tối các bạn, mình là Châu và chào mừng các bạn đã đến với channel Toàn Là Sách của mình. Video của ngày hôm nay mình muốn nói đến 5 bài học từ sách mà mình tin rằng sẽ rất cần thiết để chúng ta đi qua biến cố, đi qua nghịch cảnh. Bản thân mình nghĩ rằng không có một danh sách cụ thể nào để chúng ta có thể dựa vào rồi từ đấy phân loại thế nào là biến cố, thế nào là nghịch cảnh. Bởi vì nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố như là ngưỡng chịu đựng của mỗi người, cũng như những nguồn tài nguyên người đấy có sẵn để giúp họ đối mặt với những cái tình huống đấy. Chính vì thế mà cùng một sự kiện khi nó xảy đến với người này thì là bình thường, nhưng với người khác nó lại là biến cố. Ở trong phạm vi của video này, mình sẽ định nghĩa biến cố hay nghịch cảnh là để chỉ những sự kiện mà khi nó xảy đến với bạn, nó khiến cho bạn cảm thấy tuyệt vọng và suy sụp, cũng như là sụp đổ tất cả những cái niềm tin từ trước đến nay. Cái niềm tin đấy có thể là niềm tin vào chính bản thân bạn, cũng như là niềm tin về cách thế giới này, về cách cuộc sống này vận hành. Và từ đấy thì bạn cảm thấy không biết bây giờ phải bấu víu vào cái gì, phải tin vào cái gì nữa. Thì sau đây là 5 bài học mình đã rút ra từ sách mà mình rất là tâm đắc và muốn chia sẻ lại với mọi người. Mình hy vọng đây sẽ phần nào giúp ích được cho mọi người. Bài học đầu tiên đến từ một cuốn non-fiction có tên là Phương án B, đối mặt nghịch cảnh, rèn tính kiên cường và tìm lại niềm vui của hai tác giả là Sheryl Sandberg và Adam Grant. Sheryl Sandberg là một cái tên khá là nổi tiếng. Cô ấy là tác giả của cuốn Dấn Thân, Lean In và cũng là cựu CEO của Facebook, hay bây giờ tên là Meta. Và người tác giả thứ hai là Adam Grant, là một nhà tâm lý học người Mỹ cũng rất là nổi tiếng. Thì cái bài học mà mình rất thích ở trong cái cuốn sách này đấy là về 3 chữ P, 3 cái xu hướng của con người khi mà chúng ta nhìn nhận một cái khủng hoảng xảy đến với chúng ta, một cái biến cố xảy đến với chúng ta. Nó thực sự là nó không tốt cho bản thân gì cả. 3 chữ P đấy lần lượt là personalization hay là sự cá nhân hóa, pervasiveness là sự lan tỏa và permanence là sự vĩnh viễn. Thì mình sẽ giải thích về từng chữ P một ha. Thứ nhất là personalize, cá nhân hóa. Chúng ta cứ dằn vặt bản thân rằng chúng ta là người có lỗi, vì là lỗi của chúng ta cho nên là cái việc bất hạnh này nó mới xảy đến, dù nhiều khi là chúng ta chả có một cái lỗi gì cả. Ở trong cái cuốn Option B, phương án B này thì chồng cô Sheryl Sandberg là bị tai nạn, và sau khi vụ tai nạn đấy xảy ra thì cô Sheryl Sandberg cô ấy cứ tự trách bản thân là tại vì hôm đấy cô ấy đi ngủ trưa nên là chồng cô ấy mới đi tập thể dục và vì thế mới xảy ra tai nạn. Và thế là cô ấy cứ trách bản thân là tại sao hôm đấy mình lại đi ngủ trưa và cái tai nạn xảy đến với chồng mình là do lỗi của mình. Thì nếu chúng ta là người ngoài nghe vào thì sẽ thấy rất là vô lý, đúng không? Tại sao mà lại đi trách bản thân cho một cái việc mà hoàn toàn không phải là do mình. Nhưng thực sự là khi mà cái biến cố xảy đến và nó vượt quá cái sức chịu đựng của chúng ta ấy, thì con người hay có khuynh hướng đổ hết lỗi cho bản thân, để ít nhất là tìm ra được một lời giải thích là tại sao cái chuyện kinh khủng như thế này, một cái chuyện không ngờ như thế này nó lại đến với mình. Pervasiveness, mức độ lan tỏa, đấy là niềm tin rằng một cái sự kiện tồi tệ xảy ra này nó sẽ tác động đến mọi mặt còn lại ở trong cuộc sống của bạn. Ví dụ như là bạn làm bài kiểm tra bị kém, xong bạn sẽ nghĩ, bạn bảo là ồ, mình làm bài kiểm tra kém, mình sẽ trượt cái lớp này, mình sẽ không đỗ đại học, mình sẽ không kiếm được việc làm, sẽ không ai thèm yêu mình, mọi người đều xa lánh mình sẽ nghèo khổ và cô độc. Và thứ ba, permanence, sự vĩnh viễn, đấy là chỉ niềm tin rằng hậu quả của một sự cố nó sẽ kéo dài đến mãi mãi, đến suốt cuộc đời của bạn. Ví dụ bạn trải qua một cái mất mát đi và bạn sẽ nghĩ là ồ, tôi sẽ đau khổ cả đời. Thì bản thân mình khi mà đọc được về 3 chữ P này ấy, là mình cảm giác như kiểu bị nói trúng tim đen vậy á. Với cái sự cá nhân hóa lỗi lầm thì đành rằng đồng ý là tiên trách kỷ hậu trách nhân, nhưng thực sự là có những cái tình huống mà nó nằm ngoài cái tầm kiểm soát của chúng ta và chúng ta không có lỗi gì cả, nhưng mà chúng ta lại cứ đổ lỗi cho bản thân. Thì liệu nó có tốt cho bạn không? Khi mà mình nhận ra được ba cái khuynh hướng này của mình thì mình sẽ có thể dừng lại và bảo bản thân là đừng có nghĩ như vậy nữa, vì những cái suy nghĩ này là nó không hoàn toàn chính xác đâu. Thì nó cũng giúp ích cho mình rất nhiều để không bị dằn vặt bản thân một cách không cần thiết, cũng như là không bị khiến cho mọi việc nó tồi tệ hơn là thực tế nó như vậy. Bài học thứ hai đến từ cuốn sách Hiểu về trái tim của thầy Minh Niệm. Khi mà chúng ta đối diện với một nghịch cảnh nó vượt quá sức chịu đựng của chúng ta thì chúng ta hay có xu hướng cảm thấy bất công. Tại sao vũ trụ lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì để phải nhận những cái điều kinh khủng như thế này? Thì ở trong trang 22, thầy Minh Niệm viết như thế này: tại sao ta chỉ muốn thành và hợp, còn bại và tan để cho ai? Lúc may mắn, sao ta không tự hỏi mình có thật xứng đáng với những thành quả ấy và có nên đón nhận nó hay không? Vậy mà tới khi gặp xui rủi thì ta lại khóc than, đòi hỏi sự công bằng. Ta đã hưởng thụ quá nhiều từ những tặng phẩm của vũ trụ rồi, thì lâu lâu vũ trụ lấy lại để chia sớt cho người khác. Thiết tưởng đó cũng là lẽ tự nhiên chứ đâu có gì là thua thiệt. Thì đối với những cái mất mát lớn lao, nó là một cái xu hướng rất là bình thường của con người khi nghĩ rằng ồ, đây là một cái sự bất công. Nhưng mà qua những cái dòng này của thầy Minh Niệm thì khiến cho mình dừng lại một chút, chiêm nghiệm lại về cả cuộc đời của mình, về những lúc mà mình cũng đã được vũ trụ yêu ái khi mà mọi thứ nó trôi chảy rồi có những cái điều nó tốt đẹp, nó may mắn đến với mình. Thì đã có lúc này thì phải có lúc khác, đã có những lúc mình may mắn và giờ cũng sẽ có những lúc nó chưa được như ý, thì mình đón nhận tất cả thôi. Bài học tiếp theo thì có thể tóm gọn trong 5 chữ, đấy là chấp nhận để đi tiếp. Cái bài học này mình rút ra được từ cuốn The Surprising Power of the Cute mà mình đã từng review rồi. Cuốn đấy kể về một cô bé có mẹ bị bệnh, hồi trước cuộc sống nó đang rất là bình thường. Cô bé đấy kiểu không tiếp nhận nổi cái thông tin đấy và cứ mong là bây giờ mẹ đi vào viện một phát là sẽ khỏi hẳn rồi sau đấy thì mọi chuyện lại trở lại như cũ. Nhưng mà rồi thì họ phát hiện ra là cái bệnh của mẹ cô bé là một vấn đề tâm lý và nó sẽ cần một cái thời gian chữa trị lâu dài chứ không phải là chữa một phát là xong. Thì lúc đấy cô bé đấy đã thét lên rằng là tôi muốn mọi chuyện sẽ quay trở lại như cũ, back to normal. Nhưng rồi em gái của cô ấy đã bảo là this is the new normal, đây sẽ là cái bình thường mới. Nghĩa là hãy phải chấp nhận việc mà mẹ mình cần chữa trị lâu dài, nó sẽ là cái sự bình thường mới trong gia đình mình. Chúng ta sẽ không thể trở về cái trạng thái bình thường như ban đầu nữa. Khi mà chúng ta đã chấp nhận được rằng ồ, đây là một cái thực tế mới thì chúng ta mới có thể đi tiếp được. Nó là cái sự nhìn thẳng vào vấn đề, nhìn thẳng vào thực tế để can đảm đối diện với nó, chứ không phải là nhẫn nhục để rồi bỏ cuộc. Thường chúng ta hay có tâm lý là né tránh ấy và muốn là mọi chuyện nó quay trở lại như cũ. Nhưng mà chẳng hạn như là với Covid, mọi người cũng thấy là người ta hay nói là bình thường mới là chúng ta phải chấp nhận với thực tế mới và phải adjust và phải thích ứng với cả cái thực tế đấy. Thì mình nghĩ đây là một cái thái độ mà rất là cần thiết khi mà chúng ta gặp biến cố, bởi vì khả năng rất cao là mọi chuyện nó sẽ không thể trở về như ban đầu được nữa. Đó, mình rất là thích cái bài học này. Bài học tiếp theo đến từ cuốn The Light We Carry, Overcoming in Uncertain Times của Michelle Obama. Michelle Obama là vợ của Tổng thống Obama. Cô ấy cũng viết cuốn Becoming, hay bản tiếng Việt là Chất Michelle. Mình đã đọc cuốn Becoming và mình rất là thích, và giờ thì mình đang đọc cuốn này. Cuốn này nói về những cái bài học, những cái bí kíp để giúp chúng ta vượt qua những cái giai đoạn khó khăn khi mà không có cái gì là chắc chắn, không có cái gì là đảm bảo cả ấy. Ở đây cô ấy có nói đến một cái trạng thái khi có một cái biến cố nó xảy đến thì có thể mới phút trước thôi chúng ta cảm thấy bừng bừng khí thế là ok, chúng ta có thể đương đầu đối mặt với việc này. Nhưng mà có thể chỉ vài tiếng sau là chúng ta lại cảm thấy là không, việc này nó quá kinh khủng với cái mức chịu đựng của tôi, với cái khả năng của tôi sẽ không thể xử lý được nó. Cái sự thay đổi này nó có thể diễn ra trong tích tắc và nó có thể phụ thuộc vào những cái nhỏ nhất. Ví dụ như kiểu bạn nhìn ra ngoài trời, bạn thấy bảo ô, hôm nay mặt trời tỏa sáng, ô, hôm nay tóc mình đẹp thế. Tất cả những cái nhỏ đấy nó có thể ảnh hưởng đến cái thái độ của bạn, với cái cách mà bạn nghĩ là bạn có thể đương đầu với cái việc này hay không. Thì khi mà mình đọc đến cái đoạn này ấy, mình nhận ra là hóa ra mình không phải là người duy nhất có những cái sự lẫn lộn về cảm xúc mà nó thay đổi kiểu 180 độ như thế này, mà đây là một cái điều hết sức bình thường. Rất nhiều người gặp phải, đến Michelle Obama còn gặp, thì mình gặp phải cũng là bình thường thôi mà. Chúng ta cho phép bản thân chúng ta cảm nhận những cái suy nghĩ chưa được tích cực đấy, và cũng có một niềm tin rằng ồ, sau này sẽ lại có những cái suy nghĩ tích cực hơn, và có thể khi cái suy nghĩ tiêu cực kia nó quay trở lại thì chúng ta cũng không ngạc nhiên mà cũng không bị dằn vặt bản thân là tại sao mà mình lại yếu đuối như thế, tại sao mà mình không thể lúc nào cũng mạnh mẽ được. Bởi vì thực tế là không có ai mạnh mẽ 100% cả, mà nó sẽ là lúc này lúc kia, it's okay. Đó, thì mình nghĩ là cái bài học lớn nhất mà mình đã học được ở đây đấy là tử tế với bản thân hơn, kiên nhẫn với bản thân hơn, và cho phép bản thân là chúng ta cũng có thể yếu đuối một chút, không sao cả. Save the best for last, bởi vì đây là bài học quan trọng nhất và mình tâm đắc nhất. Bài học này thì là mình đi học lỏm thôi, mình học từ anh Su, cũng là một reviewer sách ở trên Instagram. Thì có một hôm anh Su đăng story về một cái câu tiếng Hán như thế này: băng đông tam xích, phi nhất nhật chi hàn. Tạm dịch là tuyết dày 3 thước không phải do một đêm lạnh mà thành. Ngụ ý của câu này là mọi vấn đề đều là do tích tụ theo thời gian mà thành, chứ không phải là qua một đêm là nó đã trở thành vấn đề. Lúc mà mình đọc được câu đấy thì mình nhìn nhận nó theo hai hướng. Thứ nhất là đấy, không có vấn đề nào là kiểu sau một đêm mà nó tới, mà nó dần dần thời gian nó tích tụ lên, và đến lúc mà bạn nhìn thấy nó là nó to khổng lồ, đấy là bởi vì là do nó là tích tụ từ những cái nhỏ qua thời gian mà bạn không để ý hoặc bạn không hành động, rồi đến khi nó to đùng ra thì bạn mới nhìn thấy và bạn bất ngờ. Nó thực ra đáng lẽ nó không phải là bất ngờ gì cả. Rồi mình cũng có một cái hướng nhìn thứ hai là ok, nếu thế thì những cái hành động nhỏ của chúng ta cũng có thể từ từ thay đổi được cục diện. Có thể là bạn sẽ không thấy được cái hiệu quả ngay tức khắc. Nó như kiểu là đây, ví dụ như là đây là cái mic của mình đi, nó rất là rối, qua thời gian nó mới rối chứ không phải tự nhiên nó rối như thế này. Và bây giờ nếu mà mình muốn gỡ nó ra thì không thể nào một kiểu 5 giây là mình gỡ ra được luôn, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình cứ từ từ mình kiên nhẫn mình gỡ ra thì sẽ có lúc mình gỡ ra được. Một trong những điều chúng ta có thể làm đấy là chúng ta có thể chuẩn bị trước, để nếu mà biến cố nó có xảy đến thì chúng ta cũng có một cái nguồn tài nguyên, một nguồn vốn đủ để giúp cho chúng ta đối mặt với cái biến cố đấy. Cái sự chuẩn bị đấy nó có thể ở các phương diện. Thứ nhất là về kinh tế, thứ hai là về nội lực, về tinh thần, thứ ba là về sức khỏe của chính chúng ta, và thứ tư là về cái cộng đồng ở xung quanh chúng ta. Thì với cái ý đầu tiên là về sự chuẩn bị kinh tế ấy, thì mình nghĩ là nhiều bạn trẻ, trong đấy có mình, thì chúng ta cứ nghĩ là khi còn trẻ thì mình còn trẻ, việc gì vui vẻ thì mình ưu tiên, đúng không? Thì chúng ta ít có xu hướng là tiết kiệm và chúng ta sẽ kiếm được thì chúng ta sẽ tiêu. Nhưng mà thực sự rất là quan trọng là chúng ta phải có một cái khoản tiết kiệm để riêng, để nếu mà có chuyện gì xảy đến thì chúng ta có thể dùng được nó. Khi mà có chuyện xảy đến mà kiểu không có tiền thì nó thực sự nó rất là khổ mọi người ạ. Cái này mình nghĩ nó là cái quan trọng đầu tiên. Một cái sự chuẩn bị quan trọng không kém tiếp theo là sự chuẩn bị về nội lực, về tinh thần, về sức khỏe, để đến khi mà có biến cố nó xảy đến với chúng ta ấy, là chúng ta đang ở trong một cái trạng thái thể chất và tinh thần để có thể đối mặt với nó. Bởi vì với biến cố ấy, nếu như mà mọi người không khỏe mạnh đủ ấy, thì lúc đấy chúng ta kiểu gục trong một nốt nhạc. Đây là một cái quá trình rèn giũa theo thời gian, cũng như là băng đông chi xích. Nó không thể nào kiểu tập luyện một phát được hôm sau cơ bắp cuồn cuộn rồi là sức bền tăng đáng kể, đúng không? Thì các bạn cứ tập mỗi ngày, rồi ăn uống đầy đủ, ngủ đủ, chăm lo cho sức khỏe tinh thần. Cái sự rèn luyện về nội lực để cho bản thân mạnh mẽ hơn nó cũng rất là quan trọng. Cái sự chuẩn bị cuối cùng mình muốn nói đến là sự chuẩn bị để có được cái sự trợ giúp từ cộng đồng. Thì cái ý của mình là như thế này, khi mà chúng ta gặp một cái khó khăn ấy, chúng ta sẽ khó để mà vượt qua nó một mình nếu mà thiếu cái sự giúp đỡ của người khác. Vậy thì chúng ta làm thế nào để chuẩn bị một cộng đồng sẵn sàng vào và giúp đỡ chúng ta? Cái cách mà chúng ta chuẩn bị ở đây là chúng ta xây dựng một cái cộng đồng riêng của chúng ta, tìm những người bạn tốt và chúng ta gọi là gì, nuôi dưỡng những cái tình bạn đấy. Thì đương nhiên là để có được những người bạn tốt thì trước tiên bạn cũng phải tốt đã. Đương nhiên là cũng phải chấp nhận một chuyện là không phải bạn cứ đối tốt với người ta thì người ta sẽ đối tốt với bạn. Nhưng mà mình hãy cứ kiểu gọi là vô tư hào sảng một tí, rồi trong 10 người thì sẽ có khoảng 3-4 người nào đấy họ thật lòng, và đến lúc mà chúng ta có chuyện thì đấy sẽ là những người mà như kiểu kéo chúng ta đi tiếp ấy. Vì sẽ có những lúc kiểu các bạn cảm thấy mệt rồi nghĩ là thôi không muốn đi nữa, thì đấy chính là những người mà họ sẽ bước đi cùng bạn, dìu bạn đi, thậm chí cõng bạn đi. Có một câu trong tiếng Anh mà mình rất là thích, đấy là It takes a village, là cần một cái làng để nuôi sống một đứa trẻ. Thì mình nghĩ là không chỉ là đứa trẻ đâu mà là con người. Chúng ta tồn tại, có thể tồn tại và sống tiếp là nhờ sự giúp đỡ của những cái người xung quanh. Vừa rồi là 5 bài học mà mình đã rút ra và mình rất là tâm đắc. Mình hy vọng là nó phần nào giúp cho mọi người, và hy vọng là mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn với cả mọi người nếu như mà mọi người có ở trong một cái tình huống khó khăn. Thế ha, bye and take care.